tất cả anh em xem nhá. Moleba Very Pèo. Hôm nay ta sẽ cùng tìm hiểu về hiệu ứng hào quang, hay tên tiếng Anh được gọi là Halo Effect. Halo có nghĩa là hào quang, còn effect có nghĩa là hiệu ứng. Được, mình hay chơi, như anh em nào hay chơi Minecraft mà hay dùng lệnh ấy, không ai sinh tồn đây thì chắc cũng biết rồi. Effect hay gọi là effect giver player strength 9255. Này em đi à, tắt hết đèn đi, bật cái đèn led chất chơi à. Quá là chất chơi người rơi luôn. Vậy thì đầu tiên, hiệu ứng hào quang là gì? Hiệu ứng hào quang là thiên vị của chúng ta về một người, một sự vật hay một hiện tượng ngay cả khi ta chưa hiểu rõ về nó. Vậy hiểu đơn giản hơn, hào quang là ánh sáng là rực rỡ chiếu tỏa xung quanh làm ta bị mù mắt, không thấy được sự thật. Vậy thì nhá, những anh gọi là những người bị mù ấy, trong cái rổi nó có cái may, mù là rổi, nhưng cái may là không hiểu hào quang là mù mắt nữa vì mù sẵn rồi. Đấy, không bị ảnh hưởng bởi hướng hào quang đấy. Nhìn mặt trời mà không chúa là hội mù của em. Ví dụ hiệu ứng hào quang mình ạ. Ví dụ thứ nhất, vái măng túi bạc kìa kìa nữa. Nó quấy này quá, người nghe ầm ầm, trong lưng chẳng có một đồng, lời nói những rồng cũng chẳng ai nghe. Nhà nhớ nhá, đây gọi là hiệu ứng hào quang do đồng tiền mang lại, làm mù mắt không thấy được sự thật. Là đó chính là cứ người giàu thì nó đúng, còn người nghèo thì nó sai. Này, ông gọi là tỷ phú lớn nhất Trung Quốc Jack Ma thương mại điện tử, tỷ phú thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Jack Ma, ông đúc kết ý. Sau lúc ông giàu ấy, đấy, lúc ông giàu và ông nghèo ấy, khi bạn giàu bạn nói cái gì cũng đúng đấy, tức là kiểu như là chắc ông đúc kết từ cái lúc mà ông nghèo cũng nói người ta không nghe, nhưng mà lúc ông giàu nói cũng nghe. Người thứ hai là Ronaldo dìm hàng trong chưa đầy 4 giây, Coca-Cola mất toi 1 tỷ. Ui, 1 tỷ đô đê, ui ôi. Ôi trời ơi, nha, đây. Tức là trong một buổi họp báo ở Euro, thì người ta kiểu người ta quảng cáo, người ta để hai chai Coca ở đây này, ở trên bàn ấy. Và lúc đó Ronaldo cầm hai chai Coca này để xuống đất, cầm chai nước lên, bông bảo là em bảo là nước lọc tốt hơn. Mà chỉ trong 4 giây ấy thôi, 4 giây ngắn ngủi ấy thôi, nó tụt một phát cho tụt quần luôn, đang lên đỉnh điểm đỉnh kim phéo dựng đứng luôn. Đấy, từ 56 đô la xuống còn bao nhiêu, thấp nhất còn dưới 55 đô la này, lên là còn 55 đô la 69 này. Đấy, thì đây gọi là hiệu ứng hào quang do người nổi tiếng tạo ra. CL7 nói gì mình cũng cho là đúng, ta cũng cho là đúng. Nhưng rất may là trong tình huống này Ronaldo đã nói đúng mọi người ạ. Là Coca-Cola, là uống Coca-Cola là không tốt. Vì vậy tại sao quảng cáo luôn thuê những người nổi tiếng về để quảng cáo? Thì là để mượn này hiệu ứng hào quang của họ. Vì thế một số người nổi tiếng bằng mọi cách để quảng cáo. Ví dụ Sơn Tùng MVP quảng cáo hãng điện thoại ạ. Oppo nhưng mà Apple mọi người nhá. Hay huấn sushi quảng cáo cho game cờ bạc. Ứng dụng hiệu ứng hào quang trong kinh doanh như thế nào? Nếu bạn kinh doanh, bạn phải tìm ra sản phẩm tiên phong cho mình. Hay là hãng KFC thường chỉ tập trung vào sản phẩm gà rán thơm ngon giòn rung là sản phẩm chính. Còn các sản phẩm khác như hamburger, khoai tây chiên, vân 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 là những sản phẩm ăn theo hào quang gà rán, gọi là ăn theo hào quang gà rán. Nếu bạn không kinh doanh thì cẩn thận đấy, bạn có thể bị lừa.
Những người bán hàng đa cấp thường ăn mặc lịch sự lịch lãm, đi xe hơi, xe sang, hay là dùng bằng khen giả, dựa vào hào quang của chúng để gọi là lừa thiên hạ. Anh em tưởng thiên hạ mà người ta dễ bị lừa thế? Thì đúng rồi đấy, hàng nghìn người bị lừa bởi đa cấp. Tóm lại, hào quang là ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu tỏa và xung quanh làm ta mù mắt không thấy được sự thật. Anh này mù rồi nên là không bị những hào quang tác động. Vì vậy, hãy suy xét kỹ trước khi đưa ra quyết định để không bị hiệu ứng hào quang ảnh hưởng tới. Như vậy thì hôm nay mình được bận tìm hiểu về hiệu ứng hào quang. Nếu ai nhớ để cho mình một like, một xem đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn.